Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Trên đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lại đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên đường, anh ở bên đời. Câu đợi câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trắng thềm. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. U sán khu khói mồ hôi chán mặn, thương anh rồi như đợi khi nghe em. Lần một hai thế thôi các bác nhá. Em đang test thử một con bộ bích bãi nha, vỉ bay cơ, nó có tên như máy là CIS KH 308 bit đó, rất là đẹp, tiếng rất là hay. Đây phụ kiện nguyên zin theo máy luôn, theo ba luôn. Xe ép thì bay luôn rồi, mạch máy bay được bác nhá, rất là chất luôn. Vỉ tím nhá bác nhá. Bao ship luôn nhá, bao ship toàn quốc luôn. Đó, bộ CNF này. Mít bãi, Bayer CIS. Chảy về mạch có dòng Bayer nhá. Dòng Bayer vì tím này thì nó quá thương hiệu rồi đúng không các bác? Đó. Tên thương hiệu là CIS 308 VIP. Tay đây các bạn. Tay xịn của nó nhá. Em vỏ xịn nhá. Vẫn còn vỏ xịn của nó. Không thay vỏ đâu. Tất cả là còn zin hết. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Giá 2 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Tiếng rất là nhẹ luôn. Một hai hai rất là nhẹ mà tay rất là lặng và đầm luôn. Đó. Em bảo hành 3 tháng nhá, lỗi đổi mới nhá. Đó. Số điện thoại ở trên đầu bài, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại của em để trên đầu video ạ. Cuối video em xin phép chào các bác đấy.